tự tử đi về đâu? Tôi là một cư sĩ ăn chay trường, giữ ngũ giới của Phật. Tôi rất ngưỡng mộ lời khuyên, địa ngục chẳng trống, thề chưa thành Phật của Bồ Tát Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng phẩm đầu tiên, kể thánh nữ sau khi niệm Phật một ngày đêm, liền thấy mình xuống địa ngục, biết được chỗ mẹ thác sinh. Tôi rất thích và cảm thấy thật an ủi khi đọc đoạn kinh. Nếu người có thể trong 21 ngày nhất tâm chiêm lễ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng và niệm danh hiệu của Ngài đủ 10.000 biến, thì sẽ được Bồ Tát hiện thân vô biên, nói cho người đó cõi giới mà quyến thuộc của họ đã sanh về, hoặc trong giấc mộng, Bồ Tát hiện đại thần lực, đích thân dắt người đó đến các thế giới để gặp quyến thuộc của mình. Mỗi khi xem báo đài, thấy đăng tin người tự tử nhan nhản, tôi buồn vô hạn. Vì vậy, tôi rất khát khao muốn biết những người tự tử sau khi chết rồi sẽ đi về đâu. Trong kinh Địa Tạng phẩm 12 có ghi, những người được nghe danh và thấy hình tượng Bồ Tát Địa Tạng rồi chí tâm quy y, có thể mỗi ngày niệm danh hiệu Bồ Tát 1.000 biến, lưu đến 1.000 ngày, thì điều nguyện cầu của các thiện nam, thiện nữ đó sẽ chống được thành tựu, vĩnh viễn không bị chướng ngại. Vì vậy, tôi đã thực hiện rất nhiều, nhiều hơn lời trong kinh dạy, nghĩa là trường kỳ tụng niệm, lo tu sửa từng tâm niệm và thiết tha lễ bái Bồ Tát Địa Tạng suốt một thời gian dài, chỉ nguyện một điều, xin cho con khai mở trí tuệ, được nhìn và hiểu thấu suốt, biết rõ người tự tử sẽ đi về đâu. Cuối cùng thì ước nguyện này cũng đạt thành. Trong mơ, tôi thực sự được đi đến cõi mà người tự tử trú ngụ và minh bạch hết mọi vấn đề. Trong kinh Phật tả, có 6 cõi, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì vậy, tôi tả về cõi quỷ, hy vọng bạn không ngạc nhiên. Cũng có một số ít người trực tiếp thấy, nhưng phần đông người ta không thấy. Song những người gần nhất, khí lực suy, tinh thần yếu cũng rất dễ nhìn thấy người bên cõi âm. Bây giờ, mời chư Pháp Hữu hãy xem để cùng chia sẻ kinh nghiệm quý báu này với tôi. Cõi âm khí rất lạnh, vì vậy khi tiếp xúc hay tham quan cõi âm rất cần có định lực mạnh, thệ nguyện lớn, tinh thần trong sáng. Cõi quỷ cũng rộng lớn vô biên, được phân thành nhiều khu vực. Bạn đừng cho rằng tự sát là hết khổ, mà chính là mở màn cho thống khổ ngút trời. Cho dù vì tình, vì thiếu nợ, vì đủ lý do vân vân mà bạn muốn nhảy lầu, nhảy sông, uống thuốc độc, cắt mạch máu, cứa cổ, treo cổ, vân vân, khởi niệm tự tử, đủ cách, đủ kiểu. Nhưng hễ là tự sát thì sau khi chết rồi, những thống khổ phải nhận lãnh càng thê thảm hơn. Người tự sát, chết rồi, linh thức lập tức bị giam cầm, chìm trong khốn khổ triền biên. Phải biết, tự tử có 3 tội nặng. 1. Bất hiếu với song thân. 2. Tự hủy hại hình hài, phụ phúc báo hy hữu được làm người, không biết quý trọng mạng sống. 3. Ngu si vô tri. Thân ta là do cha mẹ sinh, sống đã không tận hiếu báo ân cho cha mẹ, không làm việc ích đời lợi người, lại ngu muội tự hủy hoại, giết thân mình. Đây là tội cực kỳ nặng. Phải biết, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Kiếp này, bạn được mang thân người, sao lại khinh thường, hủy hoại? Do lỗi phụ bỏ thân người, nên bạn sẽ rất khó có được thân người lại. Tự tử là quá ngu si vậy đó. Thí như bạn bị thiếu nợ nên chọn tự tử, thì phải hiểu là đời này nợ chưa trả xong thì sao vẫn phải trả nhiều hơn. Hiện tại còn gánh thêm đại tội tự tử nữa. Đây gọi là khổ chồng khổ. Phải biết, người tự sát chết rồi sẽ lãnh khổ báo rất thảm. Những người tự tử sau khi chết rồi sẽ không ngừng diễn lại động tác tự sát đó. Thí như anh A vào 2 giờ chiều nhảy lầu tự tử. Sau khi chết đi, linh thức của anh sẽ bị giam cầm thọ khổ và cứ lanh quanh ở vùng mình tự sát. Hàng ngày, hãy đến đúng giờ khắc đã tự tử thì anh sẽ trở lại đúng địa điểm ngồi lầu đó mà diễn cảnh tự sát một lần. Ngày nào cũng phải diễn như vậy, diễn mãi động tác hủy thân đó cho đến khi tuổi thọ hết. Ví như tuổi thọ của anh được định là sống tới 70, nhưng vào năm 40 anh tự tử thì sau khi chết rồi, ngày nào anh cũng phải diễn lại cảnh tự sát này. Có nghĩa là
anh phải nhảy lầu suốt 30 năm cho đến lúc dương thọ tận. Hơn nữa, hàng ngày, những tư tưởng cực kỳ thống khổ của giây phút tự sát, cộng thêm đau đớn trên thân cũng đồng loạt tái hiện lại, hoàn toàn giống y, nghĩa là mỗi ngày anh phải tái lập và thể nghiệm thảm cảnh tự sát một lần. Ngoài thời gian này thì anh bị nhốt tại khu phạm nhân tự sát để thọ hình phạt. Trong khu vong tự sát trú ngụ này phi thường, u ám, rất ẩm ướt và hôi thối. Trong đây, tâm ai cũng ôm đầy oán hận, tiếng rên khóc bi thương, thở than không ngừng. Nơi này không có nhà hay giường, không truyền hình, yến tiệc, không thức ăn vân vân, gì cũng đều không tức. Chỉ có thống khổ và khóc lóc mà thôi. Tôi tiến đến một phòng giam, bên trong chứa đầy vong tự sát, oán khí xung thiên, phi thường khó chịu, nhìn mặt người nào cũng rất thương tâm. Tôi bước đến gần một vong tự sát, thấy toàn thân anh ướt mẹp, mắt lởm sâu. Tôi chào. Bạn ổn không? Anh dây đầu dòm tôi, rồi hỏi. Người là ai? Tôi là người bình thường, phát nguyện đến cõi âm, để biết những người tự sát chết rồi, cảnh giới của họ sẽ ra sao. Anh ta nói. Cần chi phải hỏi, nhìn là đủ biết tôi quá thống khổ rồi. Tôi không biết nói sao để diễn tả tâm tình hiện tại của mình. Chỉ có thể nói là tôi khổ, rất khổ, khổ dữ lắm. Tôi lại hỏi vì sao thân của anh bị ướt hết vậy? Do nhảy xong tự tử. Tôi lại hỏi thêm, nhưng tại sao anh tự sát? Tôi không muốn kể ra đâu, đừng có hỏi nữa. Tôi bước đến chỗ khác, thấy trước mặt mình là một nữ nhân, liền hỏi. Nè, vì sao bạn lại ở nơi này? Chị ta giam đài, mong tôi giúp cho chị ta tìm một đứa bé. Chị ta cầu xin tôi rối rít. Tôi hỏi. Con của chị ư? Dạ đúng vậy, tôi cho con gái tự sát theo mình, nhưng giờ không biết bé đi đâu. Bởi sau khi tự sát xong thì tôi liền bị áp giải vào đây, còn đứa con không thể tìm ra bóng dáng nó. Tôi rất đau khổ. Con gái chị hiện được ở một khu vực khác, chờ đi đầu thai. Bởi vì chị tự ý đoạn mạng con trẻ, hoàn toàn không có sự đồng ý của nó, nên tội của chị rất là nặng. Do con chị còn bé, ngây thơ chưa biết gì, nên không bị tính vào tội tự sát. Vì vậy mà nó được đưa đến nơi khác. Vậy sao? Không ai cho tôi biết điều này. Tôi gian cầu ngài, xin ngài dẫn tôi đi gặp nó, có được không ngài? Tôi không thể dẫn chị đi. Chị đây là cõi âm, có quy luật riêng của cõi âm. Chị nhất định phải chịu quả báo tự sát tại đây, và đó là luật. Chị ta khóc thảm thiết. Tôi đi tiếp một quãng, băng qua một gọn núi, thì đến một nơi khác. Trong đây là một khu đặc biệt giam những vong tự sát khác nữa. Tôi gặp một người đàn ông nơi bụng có đường tét dài và sâu, máu me ràn rụa. Tôi hỏi. Tiên sinh, bụng ông sao vậy? Đây là vết thương do tôi dùng dao rạch bụng mình, vì vợ tôi ngoại tình theo trai, nên tôi rất hận bả. Ban đầu thì tôi giết bả, sau đó tôi mới tự sát. Tôi chết rồi á thì bị nhốt tại đây, hằng ngày đều phải về lại nhà tái diễn lại cảnh tự sát. Tôi đau đớn và khổ lắm, khổ hết chỗ nói luôn. Ôi, lại là tình yêu. Tiên sinh ơi, tự sát là tội rất nặng, ông có thể niệm Phật không? Rồi tôi dạy ông niệm Phật Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát và bảo ông nhất định phải niệm, sẽ giảm nhẹ tội báo. Còn nữa, ông phải sám hối, vì giết người là quá sai, do ông đã giết người lại còn tự sát, tội càng nặng hơn. Xin hãy nghe tôi khuyên, nhất định phải ráng niệm Phật nha. Chỉ thấy ông ta gật gật đầu, không nói gì. Trước mắt tôi lại hiện tượng vong linh, lòng đầy hận oán rất đáng sợ. Có vong toàn thân, đầy máu, tuôn chảy không ngừng. Tận mắt chứng kiến những cảnh này rồi, tôi kinh hãi vô cùng. Người thế gian đa số cho rằng tự tử là chấm dứt mọi thống khổ. Họ không biết rằng tự sát chính là mở màn cho thống khổ ngoài sức tưởng tượng bắt đầu. Thật quá ngu khờ dại dột, hèn chi mà thường nghe kể những nơi có người tự tử hay xảy ra cảnh vong náo dù không thấy họ. Bởi vì nếu như nhà, phòng nào đó trước đây từng có người tự tử qua, thì vong linh tự sát ngày nào cũng phải về diễn lại động tác tự tử này.
Thế nên nếu phòng nhà đó không có quỷ náo thì mới là chuyện lạ. Vì vậy mà ta thường nghe kể chỗ người tự tử thường hay có tiếng khóc rên rỉ, dù không thấy người, đó là do vong tự sát phải về diễn lại cảnh tự tử, bị chìm trong tâm niệm bị thương lúc hủy thân. Phần tôi, dù nương nguyện lực của Bồ Tát Địa Tạng Vương được chứng kiến cõi âm, nhưng thú thật, nếu như tôi phải đến ngủ ở nhà hay phòng có người tự sát, chắc chắn tôi sẽ rất khổ tâm. Vì sao ư? Vì hàng ngày mắt tôi luôn thấy rõ cảnh quỷ sẽ diễn lại màn tự sát, lại còn nhìn rõ thảm cảnh họ chết ra sao, thế thì làm sao mà an ổn thư thái được? Giáo lý Phật có những bản kinh siêu độ rất hay và kỳ diệu, song bạn không thể ỷ lại vào ai đó cầu siêu cho mình trong khi bản thân mình không chịu tu. Nếu tâm bạn vẫn đầy ác ý, tà độc thì vô phương cứu. Vì cảnh sẽ tương ưng với tâm, tâm tốt, chiêu cảnh tốt. Siêu độ là giúp cho bạn phát tiền tâm, biết ăn năn sửa sai. Bạn cần phải tự hoàn thiện bản thân trong lúc sống, đừng ỷ lại vào người mới là tốt thật. Trong kiếp nhân sinh, ai sống mà không có não phiền, không có khổ đau? Người giữ thân khẩu ý thiện lành thì tâm sẽ hằng an vui. Khổ là do bởi mình từng gieo rắc nhân ác, khi trả thì phải trả quá ác, phải bồi đền nợ cũ, thì đâu ai thoải mái dễ chịu. Ngàn vạn lần xin bạn không nên khởi niệm tự sát. Phải hiểu, tự sát không giải quyết được vấn đề, chết rồi càng thống khổ hơn. Nếu cho rằng sống ở trên thế gian là khổ, nhưng bạn không hề biết kẻ chết vì tự sát sẽ bị nhốt ở khu vực chứa vong tự sát. Người ngu si cứ tưởng chết là hết, là vui hết muộn phiền, chấm dứt mọi sầu lo, hoàn toàn không biết rằng sau khi tự sát rồi thì thống khổ mới bắt đầu ập đến, cường độ mãnh liệt gấp vạn bội lần cái khổ lúc còn sống. Còn nữa, sao không biết xót thương tội cho thân quyến bạn sẽ buồn đau biết bao trước hành vi ngu muội này của bạn. Bạn không nên đẩy mình vào tuyệt lộ. Người tự sát sau khi chết và thọ xong quả báo tự sát rồi thì phải đi đến các địa ngục lớn nhỏ thọ hình tiếp, y như trong kinh Địa Tạng từng mô tả, cho đến khi nghiệp tận họ mới có thể thoát ra và đầu thai. Nhưng sinh vào đâu, việc này còn tùy thuộc vào nghiệp tạo của họ. Phật tử Thiếu Hoa. Lời người dịch. Tôi đã đắn đo cân nhắc rất nhiều, cuối cùng thì quyết định dịch bài này, mong có thể cảnh tỉnh những người muốn tự sát. Trong cuộc sống, cho dù khổ đến tột cùng hay tuyệt vọng đến mấy, xin bạn đừng bao giờ có ý muốn tự tử. Vì khổ hiện tại không chịu được thì cái khổ sau khi chết còn khốc liệt hơn. Xin nhớ, tự tử không phải là kết thúc khổ đau, mà là mở màn cho thống khổ bất tận. Bởi sống trong đời này, ai cũng có khổ đau, chứ không riêng gì bạn. Thậm chí có những thống khổ còn tày đình hơn, nhưng có người vẫn không trốn chạy mà chấp nhận đối diện, can đảm bước qua để trưởng thành và lớn mạnh. Bởi vực thẳm là nấc thang cho bậc anh tài. Thân ta dù chết, nhưng tâm vẫn hoạt động. Giết mình cũng là mang tội sát sinh, phạm vào tội thập ác không được đầu thai. Thân xác có chết thì cảm giác lạnh, nóng, đói khát, uất phiền vẫn còn đeo theo, không ngừng hành hạ tâm thức. Tâm bạn nếu nhiều ác niệm thì chết phải sa đọa đi xuống. Tâm bạn nếu đầy từ ái thiện lành thì chết sẽ thăng lên cao. Giống như khi bạn vừa bố thí, phóng sinh hoặc làm việc tốt giúp ai xong, đêm về sẽ ngủ rất ngon, tâm tư lâng lâng hạnh phúc. Đó là cảnh giới của tâm thiện lành. Vì vậy, những kẻ cướp của giết người, những kẻ làm toàn việc ác, chắc chắn giấc ngủ không bao giờ yên và luôn gặp ác mộng, dù luật pháp chưa trừng trị. Khi khởi ý muốn tự tử, bạn đừng để niệm này khởi tiếp. Đừng ôm mãi niềm sầu đau vô ích, vì nó sẽ xúi bạn hành động dại dột. Hãy cố gắng lèo lái tâm nghĩ lành, trong sáng. Thật ra không có tuyệt lộ hay đường cùng, chỉ có tâm bạn tưởng là vậy mà thôi. Gieo nhân ngọt sẽ hưởng quả ngọt. Vì vậy, lối thoát ở chính nơi tâm của bạn, chứ không thuộc về người hay ngoại cảnh.
hãy tự mở đường thoát và không nên vì mình và bế tắc. Khổ vui do mình tạo, muốn được vui thì phải dứt ác hành thiện, hằng luôn giữ thân khẩu ý thiện lành. Vì tâm bạn thiện được bao nhiêu thì bạn sẽ hưởng an vui bấy nhiêu. Ở đây không lý luận để đối chất, muốn biết đúng sai thì chỉ có thực hành, thể nghiệm và tự rút ra đáp án cho chính mình. Nói tới đạo Phật là nói đến luật nhân quả nghiệp báo, một nguyên lý mà con người phải lãnh lấy trách nhiệm hành động của mình, không phải do thần linh quy định. Con người sinh ra trên cõi đời này khác nhau trên mọi phương diện, như có người xinh đẹp, kẻ lại xấu xí, người giàu sang, kẻ nghèo khổ, người lành mạnh, kẻ tật nguyền, người thông minh, kẻ ngu si. Tất cả đều do định luật nhân quả chi phối qua nhiều kiếp sống quá khứ cho đến hiện tại và kéo dài mãi cho tới đời sống vị lai. Luật nhân quả phủ trùm tất cả vạn vật. Bởi vì không hiểu được giáo lý nhân quả, cho nên có nhiều người chạy đuổi theo danh vọng vật chất, giành vật sát phạt lẫn nhau, làm cho máu đổ đầu rơi, gây tạo nhiều ác nghiệp, để rồi phải lãnh thọ ác báo. Người tin hiểu luật nhân quả nghiệp báo không bao giờ đi tìm hạnh phúc cho mình một cách tham lam, ích kỷ, độc ác. Lúc nào họ cũng gieo tạo nhân lành, làm lợi ích cho mọi người, đem hết tâm lực phụng sự cho tất cả chúng sanh. Giáo lý nhân quả là kim chỉ nam rèn luyện cho mình có một đời sống chân thiện mỹ. Đây cũng là nền tảng căn bản để chúng ta tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Nếu chưa hiểu biết thâm sâu về giáo lý nhân quả, tức là chưa hiểu về đạo Phật và chưa thực hành đúng lời Phật dạy, do đó dễ lầm đường lạc lối, rơi vào tam đồ ác đạo. Quý Phật tử chịu khó nghe đọc quyển Nhân Quả Sám Pháp này nhiều lần sẽ thấy rõ ràng đời sống của mình có được hạnh phúc hay đau khổ đều do chính mình tạo ra. Nhờ hiểu được như thế cho nên chúng ta không oán người trách trời hay đổ thừa cho số phận, mà chúng ta phải cố gắng tinh tấn tu hành, lập công bồi đức, cải đổi vận mệnh để vượt qua mọi hoạn nạn, tai ách, phiền não, khổ đau. Quyển Nhân Quả Sám Pháp này có một giá trị tinh thần rất to lớn, nêu cao ngọn đuốc chánh kiến, làm sáng tỏ lời Phật dạy, để cho chúng ta biết đâu là thiện ác, tốt xấu, khổ vui, gieo nhân gì, gặt quả chi, và chỉ bày phương pháp ăn năn sám hối tội lỗi mà mình đã lỡ tạo ra. Hôm nay nhân ngày mùng 8 tháng 12 âm lịch là ngày Phật thành đạo. Gia đình Phật tử Thiện Phúc, gia đình Phật tử Hoàng Ngọc phát tâm thực hiện đĩa ghi âm quyển Nhân Quả Sám Pháp do sư Thích Giác Thiện sưu tập. Giọng đọc Khánh Hoàng và Tú Trinh. Kỹ thuật âm thanh Phật tử Thanh Liêm và Ảnh Nga. Như những đóa hoa sen hồng thành kính dâng lên đấng từ phụ trong ngày tưởng niệm thiêng liêng này. Chúng tôi hân hạnh được đọc qua quyển Nhân Quả Sám Pháp, cảm thấy rất hoan hỷ khi hiểu được những lời chỉ dạy của Đức Phật thật vô cùng quý báu. Chúng tôi cảm nghĩ đây là quyển kinh bao gồm nhiều khía cạnh triết lý nhân sinh, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, để cho chúng ta làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Xin thành kính nguyện cầu cho tất cả chúng sanh trong mười phương đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, tránh khỏi các điều rủi ro tai hại, cho được thành tựu hạnh phúc
khiến cho tất cả những sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn tai nạn đều tiêu tan. Đồng phát tâm Bồ Đề tin sâu lý nhân quả, tinh tấn tu hành thành bậc chánh giác, rộng độ chúng sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khuyến tu. Khi nói đến nhân quả nghiệp báo thì không ít người trề môi cười nhạt. Họ quan niệm những điều đó như là chuyện cổ tích, luân lý khuyên người, chớ chẳng thực tế, không dính dáng gì với đời sống văn minh tiến bộ ngày nay. Đâu biết rằng khắp cả cuộc sống nhân gian, ngay chính bản thân đời sống của họ cũng như mọi người không thoát ngoài nhân quả. Đến cả khoa học phát minh ngày nay cũng được xây dựng từ nhân quả. Bình tâm suy nghĩ chín chắn, ta thấy thành quả của khoa học khởi đi từ nhân quả thực nghiệm. Sự thăng trầm của kiếp sống chúng sanh nhân loại liên quan mật thiết với nhân quả thiện ác. Chúng ta thử lắng động tâm tư, nghĩ kỹ về đời sống con người cho đến sự hình thành hành hoạt của vạn vật, có gì vượt ngoài nhân quả đâu? Từ đứa bé chăn trâu, người nông phu cày sâu cuốc bẫm, kẻ buôn bán cho đến vị thẩm phán nắm luật thế gian, cũng không thể vượt ngoài nhân quả thiện ác nghiệp báo. Chẳng khác nào nhân loại vạn vật không thể thoát ra ngoài không gian mà sinh hoạt, vượt ra ngoài lớp không khí sanh tồn. Giống như thế đó, nhân quả thiện ác nghiệp báo tuy vô hình vô tướng, nhưng trùm khắp chi phối toàn diện tất cả mọi sinh hoạt thịnh suy, thăng trầm, dinh nhục, hạnh phúc, khổ đau của muôn loài. Dù đó là thánh nhân, là trời, là thần linh, là thượng đế, cũng không thể thoát ngoài luật nhân quả thiện ác nghiệp báo chi phối. Có hạng người hoặc nông nổi tự hào, hoặc cuồng tín thượng đế, hoặc si mê chủ thuyết vô thần, chẳng tin nhân quả, từ đó tạo ra vô vàn tội ác khổ đau cho mình và người, gây cho đời nhiều cảnh huống thảm khốc, để rồi đời đời chuốc lấy sự nguyền rủa oán hờn. Tiếp theo, bị luật nhân quả nghiệp báo mà phải rơi vào cảnh khổ, thọ lấy đời sống tối tăm. Thế gian lắm cảnh sai biệt giàu nghèo, tốt xấu, dinh nhục, thịnh suy, tất cả đều do nhân quả chi phối. Tạo nhân nào nhất định chịu quả đó không sai sót. Cổ đức nói, thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, nghĩa là lưới trời lồng lộng, sợi lông nhỏ xíu cũng không sót lọt. Thế nên, người tin sâu nhân quả là người tỉnh thức, biết sống tiến bộ, hướng lên con đường thánh thiện, biết nhìn rõ sự thật, biết nhận lấy trách nhiệm của mình. Muốn rõ nhân quả thiện ác nghiệp báo như thế nào, xin mời quý vị, dù là Phật tử hay không phải Phật tử, dù là tin Phật hay không tin Phật, thử lần lượt lật trang kinh với cõi lòng vô tư tĩnh lặng, từ từ đọc kỹ, hy vọng giúp cho quý vị nhìn rõ hành hoạt và thân phận của muôn loài chúng sanh, rồi lắng lòng suy gẫm, để từ đó xây dựng chánh kiến, hướng về nẻo thiện, sống hiền hòa sáng sủa hơn, ngõ hầu phản tỉnh quán chiếu, để tự cứu mình thăng hoa thánh thiện trong ánh sáng giác ngộ, rồi giúp độ gia đình quyến thuộc bằng hữu, và đồng thời đem lại an lạc cho chúng sanh. Nhân quả thiện ác nghiệp báo không phải dành riêng cho người tin theo đạo Phật, mà cho khắp tất cả những ai muốn có được đời sống hạnh phúc tiến bộ, tránh khỏi trầm luân khổ lụy đọa đày.
Nhân quả là một sự thật, là định luật muôn đời, chi phối khắp cả trời người chúng sinh muôn loại. Với huệ giác Đức Thích Ca Mâu Ni thấu suốt chân lý vũ trụ vạn hữu, nói ra một cách rành rẽ để cho muôn loài chúng sanh hiểu rõ, ngõ hầu tự giác, tránh gây nhân ác, gieo nhân thiện để hưởng quả lành, thăng hoa đời mình trong ánh sáng hiền lương thánh thiện, tiến lên đời sống giác ngộ, giải thoát của chư Phật thánh hiền. Xem quyển Nhân Quả Sám Pháp này, quý Phật tử sẽ không còn sợ hãi quỷ thần, bùa chú, pháp thuật, xem quẻ coi tay, nhìn tướng đoán vận mạng, chọn năm, tháng, ngày, giờ tốt xấu, vân vân. Vì nhân quả là định luật công bằng. Thấy rõ luật nhân quả, quý Phật tử phải cẩn thận giữ gìn mọi hành động về thân, khẩu, ý. Bởi vì mỗi hành vi, cho dù cố ý hay vô tình, đều không thoát khỏi quả báo. Dầu trên trời giữa biển hay lãnh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Kinh Pháp Cú. Quyển kinh Nhân Quả Sám Pháp này có một giá trị thực tế cho đời lẫn đạo, giúp chúng ta thấy rõ về luật nhân quả nghiệp báo một cách chính xác. Quý Phật tử chịu khó đọc tụng hàng ngày sẽ thấy thấm thía sâu sắc hơn khi nhìn lại cuộc đời của mình, càng thấy rõ nhân quả tội phước để tạo cho mình một cuộc sống chân chính, đúng như lời Phật dạy. Phàm làm người sanh trong cõi dục này, ngoại trừ các bậc đã hoàn toàn giác ngộ, thì không ai tránh khỏi lỗi lầm bởi ba nghiệp gây ra. Muốn dứt trừ tội lỗi, phải đem ba nghiệp ấy mà chí thành tụng kinh sám hối, thì tội lỗi mới được tiêu trừ. Trong kinh Phật dạy, nếu không biết ăn năn tụng kinh sám hối, thì oan trái nghiệp chướng ngăn che, dai trả trả dai trong ba cõi sáu đường, khó mà được giải thoát. Thật vậy, nếu không nhờ tụng kinh sám hối, thì bà Hy Thị khó mà thoát khỏi kiếp rắn. Chuyện kể, bà Hy Thị là hoàng hậu của vua Lương Võ Đế. Vì lòng ghen tuông, ganh tị, đố kỵ, mà bà nhẫn tâm đối xử độc ác với các phi tần và hủy bán tam bảo. Do ác nghiệp ấy, về sau bà bị bệnh nặng, nằm trên giường đau đớn rên la suốt cả ngày đêm. Tất cả lương y đều bỏ tay. Sau khi bà chết, đọa làm loài rắn mãng xà, thân thể tanh hôi, sâu trùng rút rỉa, ngày đêm đau đớn không thể chịu nổi. Bà báo mộng cho vua Lương Võ Đế biết được nỗi thống khổ của bà, mà tìm phương cứu giúp. Sau khi chợt tỉnh giấc mộng, vua Lương Võ Đế cho người đến thỉnh Hòa Thượng Chí Công, là một bậc cao tăng đắc đạo, vào triều lập đàn tràng, làm lễ tụng kinh sám hối cho bà. Nhờ thế mà bà Hy Thị thoát khỏi kiếp rắn, sanh lên cõi trời Đao Lợi. Hay là chuyện vua A Xà Thế phạm tội ngũ nghịch giết cha, nhờ biết ăn năn phát lộ sám hối với Đức Phật, cho nên bị đọa vào địa ngục trong một thời gian ngắn, rồi cũng được giải thoát. Cho đến chuyện ông Trương Thiện Hòa phạm tội sát sanh hại vật, cũng không đọa địa ngục, là nhờ biết ăn năn hối hận, nhất tâm niệm Phật, nên được giảng sanh tịnh độ. Trên hội Hoa Nghiêm, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là trưởng tử của Đức Phật, mà còn phát nguyện sám hối mãi cho đến khi nào thành Phật. Chúng ta là phàm phu mà lại xem thường việc tụng kinh sám hối hay sao? Không tụng kinh sám hối rất có hại, nghiệp chướng khó tiêu trừ,
tội lỗi còn mãi, oan kiên nhiều kiếp theo hoài. Như chuyện ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mười kiếp làm cao tăng mà triệu thố vẫn còn theo báo oán. Vì vậy, cho dù người xuất gia hay tại gia, việc tụng kinh sám hối rất quan trọng, để tội diệt phước sanh mới không bị chướng ngại trên bước đường tu tập. Quyển Nhân Quả Sám Pháp này là giáo lý căn bản, nói lên tính chất nhân quả nghiệp báo tội phước, để nhắc nhở chúng ta cố gắng tu hành, đồng thời sám hối tất cả tội chướng do tam nghiệp thập ác gây ra, ngõ hầu kiến tạo cho mình và tất cả chúng sinh được sống trong cảnh lành mạnh, hạnh phúc an vui ở trong hiện tại và vị lai. Công đức tụng kinh nhân quả và sám hối quả thật vô cùng to lớn, không thể nghĩ bàn. Tôi xin đốt nén tâm hương, cầu xin Tam Bảo Thùy Từ gia hộ cho tất cả người đọc, người tụng, người nghe, người ấn tống đồng phát Bồ Đề tâm, tin sâu lý nhân quả, nghiệp báo tin, tấn trì chay, giữ giới, tụng kinh, sám hối, niệm Phật, hành thiền, bố thí, cúng dường, phóng sanh và ấn tống kinh, để cho mọi người đều biết được nhân quả nghiệp báo, làm lành lãnh dữ, thì không bao lâu xã hội này sẽ trở thành tịnh độ, thì chiến tranh, bạo lực, nước mắt, hận thù, khổ đau vĩnh viễn không còn xảy ra. Trong kinh Nhân Quả nói, nếu người nào thường đọc tụng, biên chép, ấn tống kinh Nhân Quả, thời sẽ hưởng được tám phước báo. Một là chư Phật và Bồ Tát đều chứng minh, hai là chư thiên thường gia hộ, thoát khỏi mọi tai ách hoạn nạn, ba là gia đình hưng thịnh, bốn là đời đời được thông minh, năm là mọi người nhìn thấy đều sinh tâm kính mến, sáu là kiếp sau được thân đế vương, bảy là thường sinh nhân, thiên không xa đường dữ, tám là nếu kim tu tịnh độ được giảng sanh cực lạc. Xin chân thành tri ân đến chư tôn túc đã không nề gian lao, không từ khó nhọc, dịch thuật kinh sách để duy trì mạng mạch Phật pháp, làm lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo Thùy Từ gia hộ cho quý ngài pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, đạo quả chống viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nói kinh Nhân Quả ba đời. Dịch giả Hòa Thượng Thiền Tâm. Một hôm, Tôn giả A Nan Đà ở trên hội Linh Sơn cùng với 1250 đại tỳ kheo câu hội. Khi ấy A Nan Đà Tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng, rồi quỳ xuống thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, đến thời mạt pháp, tất cả chúng sinh ở cõi Nam Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sinh niệm chẳng lành, không kính Tam Bảo, không trọng cha mẹ, không có tam can, năm diền rối loạn, nghèo khó thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sinh hại mạng, cho đến giàu nghèo sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi giải thích cho chúng con hiểu rõ mọi sự việc. Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: Lành thay, lành thay, các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian, giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng, đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo.
Cho nên tất cả chúng sinh trước hết phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải có lòng tin và kính trọng ngôi Tam Bảo. Thứ ba, không nên sát sanh mà phải phóng sinh. Và thứ tư, cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau. Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng: giàu sang đều bởi mạng, đời trước có tu nhân, ai thọ trì kinh này, đời đời hưởng phước lộc. Thiện nam tín nữ nghe ta nói, suy nhớ kinh nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ, Phật nói lời thật chớ khinh chê. Đời này làm quan do nhân gì? Kiếp trước vàng rồng thếp tượng Phật. Đời này hưởng phước bởi nhân xưa, làm đẹp Như Lai đẹp từ thân. Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, không tu phước ấy đến từ đâu? Cưỡi ngựa ngồi kiệu do nhân gì? Kiếp trước làm cầu bồi đắp lộ. Do nhân duyên gì mặc gấm dốc? Đời trước thí áo giúp tăng ni. Có ăn có mặc do nhân gì? Xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi? Kiếp trước keo kiệt không xả thí. Lầu cao nhà lớn do nhân gì? Xưa lên chùa am cúng thí gạo. Phước lộc đầy đủ do nhân gì? Xưa lập chùa am cất nhà mát. Tướng mạo xinh đẹp do nhân gì? Đời trước hoa tươi cúng dường Phật. Thông minh trí tuệ do nhân gì? Kiếp trước ăn chay thường niệm Phật. Người thấy vui mừng do nhân gì? Xưa kết duyên lành cùng đại chúng. Chồng vợ bền lâu do nhân gì? Đời trước tràng pha nghiêm cúng Phật. Cha mẹ song toàn do nhân gì? Đời trước kính trọng người cô độc. Không cha mất mẹ do nhân gì? Kiếp trước là người đánh bẫy chim. Con cháu đông nhiều do nhân gì? Đời trước mở lòng thả chim thú. Nuôi con không được do nhân gì? Xưa sinh con gái dìm cho chết. Đời nay không con do nhân gì? Kiếp trước bẻ gãy hại trăm hoa. Đời nay sống lâu do nhân gì? Kiếp trước mua vật phóng sinh nhiều. Đời nay mạng yếu do nhân gì? Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sinh. Đời nay không vợ do nhân gì? Kiếp trước tham mưu gian vợ người. Đời nay ở quá do nhân gì? Kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. Làm thân tôi đoài do nhân gì? Kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. Đời nay mắt sáng do nhân gì? Kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. Đời nay đuôi mù do nhân gì? Kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. Môi miệng sức thiếu do nhân gì? Kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. Đời nay câm điếc do nhân gì? Xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ. Đời nay lưng gù do nhân gì? Kiếp trước chê cười người lễ Phật. Tay bị cong quẹo do nhân gì? Đời trước đều là người tạo nghiệp. Chân bị co rút do nhân gì? Kiếp trước ngăn đường đánh cướp người. Làm thân trâu ngựa do nhân gì? Xưa thiếu nợ người không chịu trả. Đọa làm heo chó do nhân gì? Kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì? Xưa đem rượu thịt bày cúng Phật và hay đánh đập người với vật. Đời nay không bệnh do nhân gì? Xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân. Hằng bị lao tù do nhân gì? Kiếp trước giam nhốt các chúng sinh. Đời nay chết đói do nhân gì? Kiếp trước thường lấp hang rắn chuột. Bị thuốc độc chết do nhân gì? Kiếp trước đăng lưới giết hại cá. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì? Ác tâm lấn hiếp mưu hại người. Đời nay lùn bé do nhân gì? Kiếp trước xem kinh để dưới đất. Nay thường thổ huyết do nhân gì? Xưa ăn thịt uống rượu rồi đi tụng kinh. Đời nay ngu điếc do nhân gì? Kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe.
ghẻ lác phong điên do nhân gì? Lột da xẻo thịt các loài vật. Thân có mùi hôi do nhân gì? Xưa bán hương thơm trọn dối gian. Đời nay chết treo do nhân gì? Kiếp trước đem dây săn mãnh thú. Quan quả cô độc do nhân gì? Xưa thường ganh ghét chửi mắng người. Sát đánh lửa thiêu do nhân gì? Cân non già thiếu lòng gian xảo. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì? Kiếp trước gây oan tội đối đầu. Muôn việc mình làm lại mình chịu. Thọ khổ địa ngục oán trách ai? Đừng nói nhân quả người không thấy. Xa trả con cháu, gần trả mình. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trì trai. Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả, đời này tu tích để về sau. Nếu ai hủy bán kinh nhân quả, kiếp sau đọa lạc mất thân người. Người nào thọ trì kinh nhân quả, chư Phật Bồ Tát đều chứng minh. Kẻ nào biên chép kinh nhân quả, truyền đời tu học đạo nhà hưng. Ai mà mang đội kinh nhân quả, tai hung hoạnh họa chẳng vào thân. Nếu người giảng nói kinh nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thông minh. Kẻ nào đề xướng kinh nhân quả, đời sau người thấy sinh cung kính. Người nào ấn tống kinh nhân quả, kiếp sau sẽ được thân đế vương. Theo kinh nhân quả hỏi đời sau, chính sự gây nhân của kiếp này. Nếu như nhân quả không cảm ứng, do đâu một liên cứu được mẹ? Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sinh Tây Phương cõi cực lạc. Nhân quả ba đời nói không hết, Thiên Long chẳng bỏ ý người lành. Nương ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn, nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn. Gửi kho bền chắc không hư mất, nhiều đời thọ dụng phước vô cùng. Muốn biết nhân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này. Phật nói kinh thiện ác nhân quả. Dịch giả Thích Trung Quán. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại giường ông cấp cô độc, rặng cây Thái tử Kỳ Đà. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, trời, người, đại chúng vây quanh, yên lặng một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, con thấy ở thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, nhưng tại sao có người đẹp, kẻ xấu, người mạnh, kẻ yếu, kẻ nghèo, người giàu, kẻ khổ, người vui, kẻ sang, người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau. Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết tiểu, cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai. Có người đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, có kẻ rất khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, có kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn, kẻ làm ác lại gặp phước lợi, kẻ béo trắng lại mắt lát, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn, có người nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn một mình, có kẻ ly gia hương đói rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ, có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang, có người thật là vô tội lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục, có nhà cha từ con hiếu luận kinh giảng nghĩa, có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái, có người nhà cửa đàng hoàng, gia sản đầy đủ,
có kẻ không nhà không cửa, nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực. Có người ở như tổ quạ hang hưu, giống loài ly thú. Cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự. Có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê. Có người thông minh cao sáng, có kẻ dốt nát ngu si. Có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tự đem lại. Có kẻ giàu mà tham sẻn, có người nghèo lại rộng lòng bố thí. Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai góc. Có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh. Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay. Có người khoan dung đại độ, lại đắc nhân tâm. Có kẻ bị dân chúng bỏ rơi. Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà mẹ chồng chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ. Có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương. Có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cuối sinh Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả, cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: Sở dĩ chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dụng tâm khác nhau. Vì thế cho nên muôn sai vạn biệt. Người đời nay được tấm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tính giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sẻn. Người đời nay được cao quý là do đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tánh kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùn thấp là do đời trước khinh mạng pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp chê. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẻn tiết ánh sáng. Người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng là do đời trước hay phỉ báng chánh pháp. Người đời nay điếc lát là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm móc sâu, thủng mang hoặc môi cá. Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn. Người căng tai là do đời trước hay dùi thủng tai sanh vật. Kẻ trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói xông tượng. Người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc quần áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. Người bị trấn thấp là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. Người đời nay bị bệnh ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt các chim non giết thịt. Người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sanh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh. Người đời nay giàu to là do đời trước hay làm hạnh bố thí cúng dường. Người đời nay có xe cộ là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh. Người đời nay ám độn là do đời trước làm súc sanh.
Người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa giấu. Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ. Người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sanh. Người đời nay hay có tánh ác là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp. Người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới. Người đời nay các căn tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới. Người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lợn. Người đời nay ham múa hát là do đời trước làm nghề múa hát ả đào, phường chèo tái sanh. Người đa tham đời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai. Người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn dụng. Người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào. Người đời nay không có nam căn là do đời trước hay thiến chó lợn. Người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay nhục mạ mắng nhiếc các bậc tôn trưởng. Người đời nay ham thông dâm với phụ nữ người ta, chết đọa làm loài ngang dịch. Người đời nay hay thủ dâm với chính họ, khi chết đọa làm loài chim công, chim sẻ. Người sẻn tiếc kinh thư, che giấu trí huệ, không chịu nói cho người, chết đọa làm loài trùng mọt, ăn đất, ăn gỗ. Người hay đeo cung tên, súng đạn, cưỡi ngựa, chết đọa trong loài mường máng mọi rợ. Người ham sắc sanh, chết đọa vào trong loài hổ, báo, chó sói. Người hay mặc áo dài lược thược, chết đọa làm con trùng đuôi dài. Người hay nằm ăn, chết đọa vào loài lợn. Kẻ hay nhái tiếng người hoặc hài hước điệu người, chết đọa làm loài chim dẹp. Kẻ hay chế giễu người, chết đọa làm loài răng rắn ác độc. Kẻ hay làm buồn não người, chết đọa làm loài trùng ảo não. Kẻ hay tuyên truyền điều ác làm cho người ta tin, chết đọa làm loài chim cú, chim cắt. Kẻ hay nói làm cho người ta bị ương họa tù tội, chết đọa làm loài thú giả hồ. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đọa làm loài hươu nai. Người đời trước đi guốc dép vào chùa, đời nay sanh trong loài có móng như móng ngựa. Kẻ đời trước bớt phần ăn của người, đời nay làm con mọt gặm gỗ. Làm bẩn đất chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ở chốn bẩn. Lấy trộm quả trái của chúng tăng, bị đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Ăn trộm của chúng tăng, bị đọa làm thân trâu lừa. Lạm dụng nước của tăng, bị đọa làm thân cá giải. Lạm dụng rau của tăng, bị đọa làm loài sâu ở các thứ rau. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Bất kính ngồi giường của tăng, phải đọa làm loài lương loài lịch. Lạm dụng các đồ vật của tăng, phải đọa làm loài thiêu thân. Nhổ khạc trong đất chùa, đời nay phải đọa làm chim dài mỏ. Mặc áo hở hang, bôi phấn đánh môi son vào chùa, đời nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Mặc áo mỏng manh màu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thanh. Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Làm ô uế tịnh hạnh của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật. Có trăm ngàn muôn dòng dao bay xuống chém tan thân thể. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đàn diệt làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được? Phật nói: Người đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Thế nào là thiện tâm?
Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, ấn tống kinh, kiến lập tam bảo, không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng. Đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa, chỉ dòm ngó xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mà thôi, hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả rau đậu cấp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàng, vạc nước sôi, lò than, núi dao, rừng kiếm phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng: phải răng bảo cho các đệ tử của ta đời mai sau, khi đến chùa phải cẩn thận, chớ phạm của tam bảo, phải gắng sức tôn sùng thành thật, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật. Tới khi Ngài Di Lặc xuất thế quyết định được độ thoát không nghi ngờ. Phật nói: đời nay cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàn băng, sao đọa làm loài tầm bị người nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng lo tu hành đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục hắc ám trong núi Thiết Vi. Đời nay làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn, huýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cứ. Đời nay hay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết khải. Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào địa ngục độc xà. Đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hôi hà. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào địa ngục hoạch than. Đời nay hay hoạn thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tim thạch. Đời nay hay uống rượu say, sau khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết hoàng. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đao lâm kiếm thụ. Đời nay làm mẹ ghẻ cay nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục hỏa xa. Đời nay hay nói lưỡi đôi chiều làm cho người ta ấu đả nhau, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói đâm thọc mạ nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bạc thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm. Đời nay hay sát sanh cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết đối. Đời nay làm bà đồng khi lên đồng, giả làm lời nói của quỷ thần để chối lừa người ta lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất dối người lên trời lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm yêu. Đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn hoặc họa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục trước, bị quân ngục tốt băm chém mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ moi hai mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả xem gia trạch,
đoán các hung, năm họ tiện lợi, an long giận mạch trấn ác suy họa, để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điềm tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đồng, có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó để mổ móc thịt ăn, rút rỉa gân xương, chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục châm chích, toàn thân bị thiêu đốt. Đời nay làm kẻ phá tháp chùa, lường gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ, qua 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp, cho đến 5 kiếp, rồi sau đó mới được ra. Nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa, phát tâm Bồ Đề, bằng không lại đọa địa ngục. Phật nói: làm thân người rất hôi thối nhơ bẩn, đầy lòng giận tức khó gỡ bỏ. Phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người hay đi đây đi đó, ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh. Người hay xông pha đi nắng đi rét, tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh. Người không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng và ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ được tái sanh. Người lông trên mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim được tái sanh. Người có tánh phản phúc, lại hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh cường tráng, ít dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình bắt kẻ gian phi, và ít ngủ, đa sân nộ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim dẹt mà tái sanh. Người mà nói lời nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm loài chim yểm mà tái sanh. Người thể dốc bé nhỏ ham dâm dục, ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp sanh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sanh. Người mắt có sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ đó trước làm loài trăng rắn được tái sanh. Người có tánh giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra hơi độc, kẻ đó trước làm giống bò cạp, rết, mọt gỗ được tái sanh. Người hay ngồi một mình ăn, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh. Kẻ hay đào tường khoét vách ăn trộm, tham của đầy lòng oán giận, không có tình thân sơ, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sanh. Phật nói: kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào tại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra, lại đọa làm thân súc sanh, như chim bồ câu, chim sẻ, chim quyên ương, chim quanh vũ, chim thanh tước, cá, dải, khỉ, vượn, hươu, nai. Nếu được làm người phải đọa thân hoàng môn, hoặc con gái hai căn, không căn hay kẻ dâm nữ. Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ, báo, gấu, mèo, hồ, chim ưng, gà. Nếu được làm người hay nuôi gà lợn, kẻ đồ tể, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới bắt cá và quân canh ngục. Làm người gặp Phật Pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo, không tu hành chết đọa làm loài voi, lợn, trâu, dê, trận, chí, ruồi, mũi, kiến. Nếu được làm người thì mù điếc câm ngọng, gù còng, các căn không đủ, không hay thọ giáo pháp. Làm người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bọ trong đống phân, hoặc làm loài lừa chở nặng,
loài chó, loài ngựa. Nếu được sanh làm người, phải đọa làm thân nô tỳ, nghèo cùng, ăn mài, bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Lúc đó có trăm ngàn muôn quỷ súng lại cắt thịt mà ăn. Đời nay phá giới phạm trai ăn đêm, sau khi chết đọa làm loài quỷ đói. Trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, lúc bước đi trên đầu phun ra lửa. Đời nay lễ Phật không chấp tay, đầu không sát đất, sau khi chết sanh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay chấp tay và năm thể xuống đất, chí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con ngươi lệch về một bên là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay bên vợ mắng cha mẹ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm thiệt. Phật lại bảo A Nan tôi rằng: như trên ta đã nói rất nhiều, các sự đau khổ đều do nghiệp thập ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sanh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ. Tội sát sanh khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là vợ không trinh lương, hai là hai vợ tranh nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là bị họ hàng phá hoại, hai là anh em họ hàng tệ ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là thường phải nghe tiếng ác, hai là có nói ra điều gì tranh cãi kiện tụng. Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là lời nói ra chẳng ai tin, hai là lời nói không được rành rọt. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là tham tài không chán, hai là cầu nhiều không toại ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hai là thường bị người ta làm não hại. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau được sanh làm người phải bị hai thứ quả báo: một là thường sanh vào nhà tà kiến, hai là tâm thường nịnh hót không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết nghiệp thập ác như thế, phải lãnh lấy mọi sự đau khổ. Lúc bấy giờ trong đại chúng có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: lạy Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy? Quý xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: các ngươi hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sanh chung làm nghiệp phước. Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại thí chủ đứng ra xây cất chùa, tháp, tịnh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh vạn dân khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ấp vương trung chánh, duy na, luân chủ, đời sau sẽ được làm vương thần, phụ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang. Đời nay khiến quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai
sẽ được làm trưởng giả giàu sang, được người kính nể bốn đường khai thông. Đời nay hay đốt đèn cúng Phật, đời sau sanh vào cung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi. Đời nay hay làm việc bố thí và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng, đời sau sanh nơi giàu có ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay cho người thức ăn uống, đời sau sanh nơi bếp trời sức lực đầy đủ, thông minh trí huệ, biện tài thọ mạng lâu dài. Cho thức ăn loài súc sanh được bách bội báo, cho thức ăn kẻ không giới được ngàn bội báo. Cúng dường thầy tỳ kheo trì giới được vạn bội báo. Nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông đại thừa giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tâm mắt được vô lượng báo. Cúng dường Bồ Tát chư Phật thọ báo vô cùng. Cúng dường ba bậc người phước báo vô tận, một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cúng món ăn mà được phước báo vô lượng như thế, nếu hay thường thường cúng dường thì phước ấy không bao giờ cùng tận được. Đời nay xách nước cho chúng tăng, đời sau áo mặc tự nhiên, mọi người kính mến, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh pháp, đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, đời sau đoan chánh oai nghi, là bậc tối thắng trong loài người. Đời nay hay đào giếng hoặc để lu, để thùng nước cho người qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân dương, trăm mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay in ấn, viết chép kinh pháp cho người đọc, đời sau sanh xứ nào miệng biện đa tài, học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu, chư Phật Bồ Tát thường thường gia hộ, là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng thủ. Đời nay hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báo, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi lại ra vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng: các chỗ trong kinh như ta nói nhân quả khuyên chúng sanh đọc tụng tu hành được qua khỏi khổ nạn, nếu nghe kinh này sanh lòng phỉ báng, kẻ đó ngay đời hiện tại lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: lại Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và khuyến pháp thế nào, cúi xin ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan tôi rằng: kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát phát nguyện tu hành thọ trì như thế. Khi Phật nói kinh xong, trong chúng có tám vạn người, trời phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và có 100.000 người con gái chuyển nữ thành nam. 1.200 ác nhân bỏ ý ác, biết đời trước của mình. Vô lượng trời người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng khoái lạc. Vô lượng thính giả sanh các cõi tịnh độ, cũng được lạc bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước, hoan hỷ phụng hành. Phật nói kinh Thiện Ác Nhân Quả. Kinh Nghiệp Báo Tạng Kinh. Thuở Đức Phật còn tại tiền, có chàng thanh niên tên Suha thắc mắc trước trạng huống bất đồng giữa loài người, muốn tìm chân lý, đến gần ngài và bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, vì lý do gì và do nguyên nhân nào mà trong đời có người yểu, có người thọ, người bệnh hoạn và người khỏe mạnh, người xấu xa và người đẹp đẽ? Có hạng người làm gì cũng không ai làm theo, nói chi cũng không ai nghe. Và hạng người có thế lực, làm gì cũng có người theo, nói chi cũng có người nghe. Có người nghèo khổ, có người giàu sang, có người sanh trưởng trong gia đình thấp hèn,
có người sanh trong dòng dõi cao sang, có người dốt và có người trí huệ. Đức Phật trả lời: tất cả chúng sanh đều mang cái nghiệp của chính mình như một di sản, như người bạn đồng hành đi theo ta từ đời này qua đời khác. Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa chúng sanh. Rồi Đức Phật giải thích cho Suha nghe từng trường hợp. Nếu người kia trọn đời chỉ biết sát sanh, bàn tay luôn luôn đẫm máu, hằng ngày sống trong sự giết chóc và gây thương tích không chút xót thương, do tính hiếu sát ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ bị quả báo chết yểu. Nếu người kia luôn luôn thận trọng, không hề xúc phạm đến tính mạng của ai, sống xa gươm đao, giáo mát và các loại khí giới, lấy lòng từ ái đối với tất cả chúng sanh, do sự không sát sanh ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ trường thọ. Nếu người kia độc ác, luôn luôn tìm cách hại người, luôn luôn dùng đấm đá và gươm đao đối xử với người, do nết hung dữ, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ ương yếu bệnh hoạn. Nếu người kia không bao giờ làm tổn thương ai, do đức tánh hiền lương nhu hòa, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ được mạnh khỏe. Nếu người kia thô lỗ cọc cằn, luôn luôn giận dữ, chửi mắng, nguyền rủa kẻ khác, do hậu quả của sự thô lỗ cọc cằn ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ xấu xí. Nếu người kia thanh tao nhã nhặn, dầu ai có chửi mắng thậm tệ cũng không hề oán giận và tìm cách trả thù, do hậu quả của phong thái thanh nhã ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ đẹp đẽ. Nếu người kia có tánh đố kỵ, thèm thuồng, ham muốn lợi danh của kẻ khác, không biết tôn kính người đáng kính, luôn luôn chứa chấp lòng ganh tị, do hậu quả của tính tật đố ganh tị ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người không có ảnh hưởng, nói gì không ai nghe, làm gì không ai theo. Nếu người kia không có tánh đố kỵ, không thèm thuồng ham muốn lợi danh của người khác, biết tôn trọng người đáng kính, không chứa chấp lòng ganh tị, do ảnh hưởng của tâm không ganh tị ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người có thế lực, nói gì cũng có người nghe, làm gì cũng có người theo. Nếu người kia không bao giờ biết bố thí vật gì, do tánh keo kiệt, bám níu vào tài sản sự nghiệp của mình, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người nghèo nàn thiếu thốn. Nếu người kia giàu lòng quảng đại, tánh ưa bố thí cúng dường, do lòng quảng đại rộng rãi ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người giàu có dư giả. Nếu người kia không biết phục thiện, tánh ưa kiêu hãnh, không tôn trọng người đáng kính, do tánh ngạo mạn và vô lễ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người đê tiện thấp hèn. Nếu người kia biết phục thiện, tánh không kiêu hãnh, biết tôn trọng người đáng kính, do đức tính biết phục thiện và có lễ độ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người sang trọng quyền quý. Nếu người kia không chịu đến gần người có tài đức để học hỏi điều hay lẽ phải và phân biệt chánh tà, điều gì nên thực hành và điều gì không nên thực hành, điều gì nên làm và điều gì không nên làm, điều gì đem lại phước lành cho ta và điều gì dẫn ta đến tình trạng phá sản, do tình trạng kém học hỏi ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người dốt. Nếu người kia cố công tìm đến bậc đức trọng tài cao để học hỏi, do sự học hỏi chánh đáng ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người thông minh trí huệ. Sau khi chấm dứt pháp thoại, chàng thanh niên Suha tín thọ phụng hành lời Phật dạy. Lại nữa vào thời Đức Phật, một hôm vua Ba Tư Nạc thân hành đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, có phải người dòng dõi vua chúa quý tộc sau khi mạng chung sẽ sanh vào dòng vua chúa quý tộc, còn người nào dòng nô lệ thấp hèn thì sanh vào dòng nô lệ thấp hèn, có đúng vậy không? Phật bảo:
đại vương nên biết trên đời có bốn hạng người. Một, từ tối đi vào tối. Hai, từ tối đi ra sáng. Ba, từ sáng đi vào tối. Bốn, từ sáng tiến đến sáng. Thế nào là từ tối đi vào tối? Nghĩa là người này sinh ra đời chịu nhiều sự khổ, thế mà chẳng lo tu thiện để chuyển nghiệp xấu, lại làm việc ác, chẳng khác nào từ chỗ tối đi vào chỗ tối tâm khổ sở hơn. Người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng là người sinh ra đời từ thân mạng cho đến vật chất không bằng ai, nhưng họ ý thức đó là nghiệp xấu đời trước, nên ăn năn sám hối, pháp tâm cúng dường, bố thí làm lành lánh dữ. Người như thế là biết tiến tới ánh sáng tốt đẹp cho hiện tại và tương lai. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, tức là người này sinh ra đời hưởng cảnh giàu sang, nhưng không biết tạo thêm phước lành, lại còn tham lam, keo kiệt, kiêu căng, hống hách, tạo nhiều ác nghiệp. Người như thế chẳng khác nào từ chỗ sáng đi vào bóng tối, nghèo đói, thấp hèn, khổ đau. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng là người có căn lành đời trước nên sanh vào nhà tôn quý, hưởng cảnh giàu sang, lại tiếp tục bố thí, cúng dường, làm nhiều việc thiện, trên kính dưới nhường. Người như thế là từ chỗ sáng tiến đến ánh sáng tốt đẹp thanh cao hơn. Lại nữa, một thời Đức Phật an trú ở thành Xá Vệ, vườn Thắng Lâm. Một hôm, Hoàng hậu Malika đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dung sắc xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dung sắc xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng lại giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dung sắc xinh đẹp, nhưng lại nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dung sắc xinh đẹp, thù thắng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Phật dạy: Này Malika, nếu hạng nữ nhân nào nhiều phẫn nộ, não hại, bị người ta nói động đến một chút, liền nổi nóng, sừng sộ, sân hận, gây hấn, bất mãn, lại không biết cúng dường cho chư vị sa môn, bà la môn, thức ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, chỗ ở, đèn đuốc, thuốc uống. Tánh tình keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người đó sau khi từ bỏ cõi đời này, tái sanh trở lại, do sân hận, keo kiệt, nên lãnh thọ thân thể xấu xí, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Này Malika, nếu nữ nhân nào hay phẫn nộ, não hại, dầu bị nói ít, liền nổi nóng, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ sự bất mãn, oán hận, nhưng người này biết cúng dường cho sa môn, bà la môn, món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, chỗ ở, đèn đuốc, thuốc uống, tánh không keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, thì không ganh tị, tức tối. Người ấy sau khi mạng chung, tái sanh trở lại, do sân hận nên bị quả báo dung sắc xấu, hình dáng hạ liệt, nhờ biết cúng dường nên hưởng được phước báo giàu sang, tài sản lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Này Malika, nếu nữ nhân nào không nổi nóng, não hại, tuy bị nói nhiều, không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, gây hấn, nhưng người này keo kiệt, không biết cúng dường cho sa môn, bà la môn, món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, thuốc uống, tánh hay đố kỵ, nhìn thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tị,
tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ cõi đời này, tái sanh trở lại, nhờ không sân hận, nên dung sắc xinh đẹp thù thắng, do keo kiệt không biết cúng dường bố thí, nên phải chịu cảnh nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Này Malika, nếu nữ nhân nào không phẫn nộ, não hại, tuy bị nói nhiều nhưng không nổi nóng, nổi sân, không có biểu lộ sân hận, gây hấn, bất mãn, người này lại hay cúng dường cho chư vị sa môn, bà la môn, món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, thuốc uống. Tánh tình không keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng không ganh tị tức tối. Người đó sau khi thân hoại mạng chung, tái sanh trở lại, nhờ không sân hận, biết cúng dường, nên hưởng được phước báo dung sắc xinh đẹp, giàu sang, tài sản nhiều, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Sau khi Phật thuyết giảng xong, Hoàng hậu Malika thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bắt đầu từ nay, con sẽ không phẫn nộ, não hại. Dù bị nói nhiều, con cũng không nóng giận, oán hận, gây hấn, bất mãn. Con sẽ cúng dường cho chư vị sa môn, bà la môn, món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, thuốc uống. Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, con sẽ không ganh tị tức tối. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, mong Ngài nhận con làm nữ cư sĩ, từ nay cho đến ngày mạng chung. Đức Phật hứa khả, truyền trao ngũ giới cho Hoàng hậu Malika, rồi lại thuyết pháp về nghĩa vô thường. Mọi người đều đắc quả tu đàng hoàng. Phật nói kinh nghiệp báo sai biệt, dịch giả Thích Tuệ Thông. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Phật ở rừng Kỳ Đà, giường cấp cô độc. Bấy giờ Phật bảo trưởng giả Lực Đề Tà Tử Thủ Ca rằng: Ta sẽ vì ông nói pháp môn thiện ác nghiệp báo sai biệt. Ông phải lắng nghe, khéo ghi nhớ và suy nghĩ. Bấy giờ Thủ Ca đáp: Thưa vâng Thế Tôn, con nguyện muốn nghe. Phật bảo Thủ Ca: Tất cả chúng sinh có liên quan với nghiệp, nương tựa nơi nghiệp, theo nghiệp tự chuyển. Do nhân duyên ấy có phân ra thượng, trung, hạ, sai khác chẳng đồng. Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo mạng sống trường thọ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo ít bệnh tật, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thân xấu xí, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đẹp đẽ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo uy thế yếu, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo uy thế mạnh, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ hạ tiện, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo dòng họ cao thượng, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh của cải ít, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh của cải nhiều, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo, thấy biết sai lệch không đúng nhân quả, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo có trí chân chính, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo địa ngục, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo Atula, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo làm người, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời dục giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo cố định, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo không cố định, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo sinh chỗ biên địa, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo sinh nơi thành phố thủ đô, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phải chịu đủ tuổi thọ ở địa ngục, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phân nửa tuổi thọ ở địa ngục,
hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo tạm vào liền ra, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh làm mà chẳng tập, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh tập mà chẳng làm, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh cũng tập cũng làm, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh chẳng làm chẳng tập, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước vui sau khổ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau khổ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước vui sau vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghèo mà thích bố thí, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh giàu mà tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được thân vui mà tâm chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được tâm vui mà thân chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh tuổi thọ tuy hết mà nghiệp chẳng hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp tuy hết mà tuổi thọ chẳng hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ đều hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ cả hai đều chẳng hết mà đoạn trừ tất cả phiền não, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào đường ác mà thân hình đẹp lạ, mày mắt đoan trang, màu da tươi sáng, được mọi người thích nhìn, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nơi đường ác mà thân hình xấu xí, da dẻ thô nhám, người chẳng thích nhìn, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh sinh vào đường ác, thân miệng hôi thối, các căn khiếm khuyết, hoặc có chúng sinh tập hạnh thế gian 10 bất thiện nghiệp bị ác báo bên ngoài, hoặc có chúng sinh tập hạnh thế gian 10 điều thiện nghiệp được phước báo thù thắng bên ngoài. Ví như có chúng sanh lễ Phật, lễ tháp được 10 thứ phước báo, bố thí pháp được 10 phước báo, cúng thí lộng báo được 10 phước báo, cúng thí chuông linh được 10 phước báo, cúng thí y phục được 10 phước báo, cúng thí chén bát được 10 phước báo, cúng thí thức ăn nước uống được 10 phước báo, cúng thí giày dép được 10 phước báo, cúng thí hương hoa được 10 phước báo, cúng thí đèn sáng được 10 phước báo, cung kính chắp tay được 10 phước báo, cúng thí thuốc trị bệnh được 10 phước báo, cúng thí cầu bắc qua sông rạch được 10 phước báo, cúng thí dù che được 8 phước báo, cúng thí khăn lao được 6 phước báo, cúng thí gối nằm được 6 phước báo. Đó là lược nói tên pháp môn các nghiệp sai khác. Phật bảo Thủ Ca có 10 thứ nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo cuộc sống ngắn ngủi. Thế nào là 10? Một là tự làm việc sát sinh, hai là khuyên người khác sát sinh, ba là khen ngợi việc giết hại, bốn là thấy giết hại sinh tâm vui theo, năm là đối với người mà mình quán ghét muốn họ bị tiêu diệt, sáu là thấy người mình quán ghét tiêu diệt rồi sinh tâm vui mừng, bảy là phá hoại bào thai, tám là dạy người tự hủy hoại thân mình, chín là xây dựng lò sát sinh, 10 là tự làm vũ khí chiến tranh và dạy người tàn hại lẫn nhau. Do 10 nghiệp này bị quả báo mạng sống ngắn ngủi. Lại có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được mạng sống lâu dài. Thế nào là 10? Một là tự mình không sát sinh, hai là khuyên người không sát sinh, ba là khen ngợi việc không sát sinh, bốn là thấy người khác không sát sinh tâm sinh vui mừng, năm là thấy người và vật bị giết tạo phương tiện giúp thoát khỏi nạn chết, sáu là thấy người sợ chết an ủi tâm họ, bảy là thấy người sợ sệt giúp họ được bình an, tám là thấy các đau khổ hoạn nạn khởi tâm thương xót, chín là thấy các hoạn nạn cấp bách liền khởi tâm đại từ bi, 10 là thường bố thí cho chúng sinh các thức ăn nước uống. Do 10 nghiệp trên được phước báo sống lâu dài. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật. Những gì là 10? Một là vui thích đánh đập tất cả chúng sinh, hai là khuyên người khác hoặc bảo họ đánh đập, ba là khen ngợi việc đánh đập,
bốn là thấy người đánh đập tâm sinh vui mừng, năm là não loạn cha mẹ khiến tâm sinh lo buồn, sáu là nổi loạn hiền thánh, bảy là thấy người bệnh hoạn đau khổ thì sinh tâm vui mừng, tám là thấy người bệnh hoạn tâm vui vẻ thì mình không vui, chín là dùng thuốc giả cho bệnh nhân uống không hết bệnh, mười là do ăn đêm chưa tiêu hết mà lại ăn thêm. Do mười nghiệp trên nên bị quả báo nhiều bệnh tật. Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh được phước báo ít bệnh tật. Thế nào là mười? Một là chẳng thích đánh đập tất cả chúng sinh. Hai là khuyên người khác chẳng nên đánh đập. Ba là khen ngợi việc không dùng roi gầy. Bốn là thấy người không đánh đập, tâm sinh vui mừng. Năm là cung kính cúng dường cha mẹ và những người bệnh tật. Sáu là thấy hiền thánh bệnh hoạn chăm sóc cúng dường. Bảy là thấy người bệnh hoạn vui vẻ thì mình rất hoan hỷ. Tám là thấy người bệnh khổ thì cho thuốc hay là khuyên mọi người giúp đỡ. Chín là thấy người bệnh khổ khởi tâm thương xót giúp đỡ. Mười là đối với các thức ăn nước uống tự biết tiết độ. Do mười nghiệp trên nên được phước báo ít bệnh tật. Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo xấu xí. Những gì là mười? Một là thích khởi tâm sân hận. Hai là thích nuôi dưỡng lòng sân hận. Ba là si mê với người. Bốn là não loạn chúng sinh. Năm là đối với cha mẹ không có tâm ái kính. Sáu là đối với các bậc hiền thánh tâm không cung kính. Bảy là chiếm đoạt của cải sinh sống và ruộng vườn của hiền thánh. Tám là đối với những nơi tháp miếu thờ Phật đoạn diệt đèn sáng. Chín là thấy người xấu xí khinh khi chê bai. Mười là học theo các việc ác. Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đoan chính. Những gì là mười? Một là không sân hận. Hai là bố thí quần áo. Ba là yêu kính ông bà cha mẹ. Bốn là tôn trọng bậc hiền thánh đạo đức. Năm là thường tô vẽ trang sức tháp thờ Phật và chùa chiền. Sáu là quét dọn sạch sẽ nhà cửa tăng đường. Bảy là san bằng đất trong tăng già lam. Tám là quét rửa tháp Phật. Chín là thấy người xấu xí chẳng sinh lòng khinh chê mà lại khởi tâm cung kính. Mười là thấy người sắc đẹp liền biết nguyên nhân quá khứ đã gieo trồng phước đức nên hôm nay kết quả sắc đẹp. Do mười nghiệp ấy nên được phước báo sắc đẹp. Lại nữa, có mười nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo uy thế yếu. Những gì là mười? Một là sinh khởi tâm tật đố. Hai là thấy người khác được lợi thì mình sinh tâm phiền não. Ba là thấy người kia bất lợi thì mình sinh tâm hoan hỷ. Bốn là thấy người khác được danh dự tốt thì ganh ghét. Năm là nếu thấy người khác mất danh dự thì sinh tâm vui vẻ. Sáu là thối thất tâm bồ đề và phá hủy hình tượng Phật. Bảy là đối với cha mẹ của mình và hiền thánh không có tâm hầu hạ cung kính. Tám là chỉ khuyên người tu tập nghiệp uy thế yếu. Chính là làm chướng ngại sự tu hành của các bậc có đạo cao đức trọng. Mười là thấy người uy thế yếu sinh tâm khinh chê. Do mười nghiệp trên khiến chúng sinh bị quả báo ít uy thế. Lại nữa, có mười nghiệp hay khiến chúng sinh được uy thế mạnh. Những gì là mười? Một là đối với chúng sinh tâm không tật đố. Hai là thấy người khác được lợi tâm sinh vui mừng. Ba là thấy người khác mất lợi tâm khởi thương xót. Bốn là thấy người khác được tiếng khen tốt sinh tâm vui mừng. Năm là thấy người mất tiếng khen tốt thì khuyên nhủ chứ ôm lòng buồn phiền. Sáu là phát tâm bồ đề tạo hình tượng Phật. Bảy là đối với cha mẹ mình và hiền thánh cung kính phụng thờ. Tám là khuyên người xả bỏ nghiệp uy thế yếu. Chín là khuyên người tu hành hạnh đại uy đức. Mười là thấy người không uy đức chẳng sinh lòng khinh chê. Do mười nghiệp trên được phước báo uy thế lớn.
Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ thấp hèn. Những gì là 10? Một là chẳng biết kính cha, hai là chẳng biết kính mẹ, ba là chẳng biết kính sa môn, bốn là chẳng biết kính bà la môn, năm là đối với các bậc thầy bạn lớn tuổi chẳng quý kính, sáu là đối với các bậc sư trưởng chẳng phụng thờ cúng dường, bảy là thấy các bậc lớn tuổi chẳng đón tiếp mời ngồi, tám là đối với những lời dạy bảo của cha mẹ chẳng vâng theo, chín là đối với những lời dạy của các bậc hiền thánh cũng chẳng thọ giáo, mười là khinh miệt dòng họ thấp hèn. Do 10 nghiệp trên bị quả báo sinh trong dòng họ thấp hèn. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo dòng họ cao thượng. Những gì là 10? Một là khéo biết kính cha, hai là khéo biết kính mẹ, ba là khéo biết kính sa môn, bốn là khéo biết kính bà la môn, năm là cung kính và giúp đỡ các bậc tôn trưởng, sáu là phụng thờ sư trưởng, bảy là gặp các bậc tôn trưởng tiếp đón mời ngồi, tám là tôn kính vâng theo những lời dạy bảo của cha mẹ, chín là đối với những lời dạy bảo của hiền thánh tôn kính thọ giáo, mười là chẳng khinh bỉ dòng họ thấp hèn. Do 10 nghiệp ấy được phước báo dòng họ cao thượng. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo tài sản ít. Những gì là 10? Một là tự làm việc trộm cướp, hai là khuyên người khác trộm cướp, ba là khen ngợi việc trộm cướp, bốn là thấy người trộm cướp sinh tâm vui mừng, năm là đối với của cải của cha mẹ lại cắt giảm, sáu là đối với tài sản của bậc thánh thì chiếm đoạt, bảy là thấy người khác được lợi tâm không hoan hỷ, tám là làm chướng ngại không cho người khác được lợi, chín là thấy người khác bố thí không sinh tâm tùy hỷ, mười là thấy đời đói thiếu tâm không thương xót mà lại còn khởi tâm vui mừng. Do 10 nghiệp trên bị quả báo tài sản ít. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều. Những gì là 10? Một là xa lìa việc trộm cướp, hai là khuyên người khác không trộm cướp, ba là khen ngợi việc không trộm cướp, bốn là thấy người khác không trộm cướp sinh tâm vui mừng, năm là thường cúng dường những tài vật để nuôi sống cha mẹ, sáu là đối với những bậc hiền thánh tôn trưởng thường cung cấp cho những vật cần thiết, bảy là thấy người được lợi sinh tâm vui mừng, tám là thấy người cầu lợi thì tạo phương tiện giúp đỡ, chín là thấy người bố thí sinh tâm vui mừng, mười là thấy người đời đói rét khởi tâm thương xót. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo tà kiến. Những gì là 10? Một là chẳng có tâm thưa hỏi các bậc sa môn đại đức trí huệ, hai là diễn giảng pháp ác, ba là chẳng hay thọ trì tu tập chính pháp, bốn là khen ngợi pháp tà kiến, năm là đối với Phật pháp lẫn tiếc chẳng nói cho người biết, sáu là thân cận người tà kiến, bảy là xa lìa bậc thánh trí, tám là khen ngợi pháp hành tà kiến, chín là xả bỏ chính kiến, mười là thấy người gian ác ngu si khinh chê hủy báng. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh bị quả báo tà kiến. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trí chơn chính. Những gì là 10? Một là khéo hay thưa hỏi các bậc sa môn thông minh trí huệ, hai là diễn thuyết thiện pháp, ba là nghe rồi giữ gìn và truyền bá rộng rãi, bốn là thấy pháp chân chính thì khen ngợi, năm là thích thuyết pháp chân chính, sáu là gần gũi người trí huệ, bảy là thâu thập giữ gìn chính pháp, tám là tinh tấn tu tập nghe nhiều, chín là xa lìa người ác tà kiến, mười là thấy người gian ác ngu si chẳng sinh tâm khinh chê. Do 10 nghiệp trên
nên khiến chúng sinh được phước báo trí huệ chân chính. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo đọa địa ngục. Những gì là 10? Một là thân làm việc cực ác, hai là miệng nói lời cực ác, ba là ý nghĩ điều cực ác, bốn là không tin nhân quả, không có kiếp sau, năm là không tin nhân quả, chúng sinh trước sau không thay đổi, sáu là khởi cái thấy không có nguyên nhân, bảy là khởi cái thấy có người làm, tám là khởi tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến, chín là khởi kiến chấp thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ, mười là chẳng biết báo ân, do 10 nghiệp trên bị quả báo đọa địa ngục. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh. Những gì là 10? Một là thân làm điều ác bậc trung, hai là miệng nói điều ác bậc trung, ba là ý nghĩ nghiệp ác bậc trung, bốn là từ phiền não tham lam khởi ác nghiệp, năm là từ phiền não sân hận khởi ác nghiệp, sáu là từ phiền não si mê khởi ác nghiệp, bảy là chửi mắng chúng sinh, tám là não hại chúng sinh, chín là bố thí vật không thanh tịnh như thịt cá, dâm nữ, thuốc độc, vũ khí giết người, vân vân. Mười là phạm giới tà dâm. Do 10 nghiệp trên khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ. Những gì là 10? Một là thân làm nghiệp ác nhẹ, hai là miệng nói nghiệp ác nhẹ, ba là ý nghĩ nghiệp ác nhẹ, bốn là khởi nhiều lòng tham, năm là khởi tham nghiệp ác, sáu là tật đố, bảy là tà kiến, tám là keo kiệt, luyến tiếc tài sản ngay đó liền chết, chín là do bệnh khổ đói khát mà chết, mười là bức não khô khát mà chết. Do 10 nghiệp trên bị quả báo ngạ quỷ. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo Atula. Những gì là 10? Một là thân làm nghiệp ác nhẹ, hai là miệng nói điều ác nhẹ, ba là ý nghĩ điều ác nhẹ, bốn là kiêu mạn, năm là ngã mạn, sáu là tăng thượng mạn, bảy chấp có cái ta và những vật sở hữu của ta mà sinh tâm kiêu mạn, tám là mình không có đạo đức mà cho là mình có đạo đức, chín là mình không bằng người mà lại cho rằng mình hơn người, mười là hồi hướng các việc lành để được sinh về cõi Atula. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh bị quả báo Atula. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo làm người. Những gì là 10? Một là không sát sinh, hai là không trộm cướp, ba là không tà dâm, bốn là không vọng ngữ, năm là không nói lời thêu dệt, sáu là không nói lời đâm thọc, bảy là không nói lời ác khẩu, tám là không tham lam, chín là không sân nhuế, mười là không tà kiến. Đối với 10 thiện nghiệp không giữ được hoàn toàn tốt. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo sinh trong loài người. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời dục giới. Đó là đầy đủ những điều thắng diệu để tu hành tăng tiến 10 nghiệp thiện. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới. Chỗ gọi là tu hành còn rơi rớt 10 nghiệp thiện cùng các bậc thiền định tương ương. Lại có 4 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới. Một là vượt qua tất cả tưởng về sắc giới, diệt những cái có đối với tưởng vân vân, vào định không vô biên xứ. Hai là vượt qua tất cả không xứ định, thức xứ định. Ba là vượt qua tất cả thức xứ định, vào vô sở hữu xứ định. Bốn là vượt qua vô sở hữu xứ định, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Do 4 nghiệp trên được phước báo trời vô sắc giới. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh quyết định thọ phước báo. Nếu người ở chỗ Phật, Pháp,
tăng và người trì giới mà biết cung kính bố thí cúng dường. Do nghiệp thiện này phát nguyện hồi hướng, tức được vãng sinh vào cõi lành. Đó gọi là quyết định có phước báo. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh không quyết định có thọ quả báo? Nếu tạo nghiệp lành, chẳng phải là tâm chí thành chí thiết, làm rồi chẳng tu tập thêm, lại chẳng phát nguyện hồi hướng nơi thọ sinh, đó gọi là không nhất định có được quả báo. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo sinh vào vùng biên địa hạ tiện, là do cái nhân đời trước không biết nương nơi Phật Pháp Tăng và đại chúng tu học để tạo phước, lại không phát nguyện hồi hướng. Do tạo nghiệp như thế nên sinh vào vùng biên địa hạ tiện, thọ quả báo hoặc tốt hoặc xấu. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo sinh ở giữa thủ đô thành phố, là do cái nhân đời trước ở nơi Phật Pháp Tăng thanh tịnh trì giới và đại chúng khởi tâm cúng dường bố thí không luyến tiếc và siêng năng tu học, do thiện căn này phát nguyện cầu sinh Trung Quốc lại được gặp Phật và nghe chính pháp, thọ hưởng được nhiều phước báo thanh tịnh thượng diệu. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh phải chịu tuổi thọ đầy đủ ở địa ngục, là vì chúng sinh ấy tạo nghiệp địa ngục rồi, không có tâm hổ thẹn, lại chẳng lìa chán, không biết sợ sệt, ngược lại sinh tâm hoan hỷ, chẳng cầu sám hối mà tạo thêm ác nghiệp chồng chất nhiều lớp như Đề Bà Đạt Đa vân vân. Do nghiệp đó nên phải chịu đầy đủ tuổi thọ ở địa ngục. Lại nữa, có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào địa ngục, chỉ chịu phân nửa số tuổi thọ rồi chết yểu, chẳng sống đầy đủ tuổi thọ trong địa ngục, là vì chúng sinh ấy tạo nghiệp địa ngục tích lũy thành rồi, sau đó sinh tâm sợ sệt, hổ thẹn, xa lìa, sám hối, từ bỏ, chẳng có tâm tạo thêm. Do nghiệp trên nên đọa vào địa ngục, sau đó hối hận nên chỉ thọ phân nửa số tuổi nơi địa ngục rồi chết yểu, chẳng sống hết tuổi thọ ở địa ngục, như vua A Xà Thế giết cha rồi sau đó ăn năn sám hối, bị tội tạm vào địa ngục liền được thoát ra. Nhân đó Đức Thế Tôn nói kệ rằng: nếu người tạo trọng tội, làm xong rất ăn năn, sám hối chẳng tái phạm, hay trừ căn bản nghiệp. Lại có nghiệp làm mà chẳng huân tập, là vì chúng sinh ấy thân khẩu ý vân vân tạo các nghiệp ác, tạo rồi tâm sinh lo sợ, hổ thẹn, xa lìa, rất tự ăn năn, lại chẳng tạo thêm nữa, đó gọi là làm mà chẳng tập. Lại có nghiệp tập mà chẳng làm, là vì chúng sinh ấy tự mình chẳng tạo nghiệp, nhưng do tâm ác dạy người làm ác, đó gọi là tập mà chẳng làm. Lại có nghiệp cũng làm cũng tập, là vì chúng sinh tự thấy mình tạo các nghiệp ác rồi mà tâm không sửa đổi, lại còn tạo thêm và dụ dẫn người khác cùng tạo, đó gọi là cũng làm cũng huân tập. Lại có nghiệp chẳng làm chẳng tập, là vì chúng sinh ấy tự mình chẳng tạo nghiệp lành dữ, cũng chẳng dạy người khác tạo nghiệp vân vân, đó gọi là chẳng làm chẳng tập. Lại có nghiệp ban đầu vui sau khổ, là vì chúng sinh ấy được người khuyên thực hành bố thí, họ hoan hỷ bố thí không keo kiệt, nhưng sau lại hối hận. Do nhân duyên đó sinh ở loài người, trước tuy giàu vui, sau lại nghèo khổ. Lại có nghiệp ban đầu khổ sau vui, là vì chúng sinh ấy lúc nhỏ không bố thí, sau được người khuyên bảo cố gắng bố thí chút ít, bố thí rồi tâm hoan hỷ không hối tiếc. Do nhân duyên đó sinh ra ở nhân gian, ban đầu nghèo khổ sau lại giàu vui, đó gọi là ban đầu khổ sau vui. Lại có nghiệp ban đầu khổ sau khổ, là vì chúng sinh ấy xa lìa thiện tri thức, không khuyên bảo người bố thí, cho đến chẳng hay thực hành một chút bố thí. Do nhân duyên ấy sinh ở nhân gian, ban đầu thời nghèo khổ sau cũng nghèo khổ. Lại có nghiệp ban đầu vui sau cũng vui, là vì chúng sinh ấy gần thiện tri thức,
khuyên dạy thực hành bố thí, liền sinh hoan hỷ, mãi tu hạnh bố thí. Do nhân duyên đó, sinh ở nhân gian ban đầu thời giàu vui, sau cũng giàu vui. Lại có nghiệp nghèo mà vui thích bố thí. Là vì chúng sinh ấy trước từng làm việc bố thí mà chẳng gặp Phật Pháp Tăng, sau đó lưu chuyển trong sinh tử, sinh vào loài người, do chẳng gieo được phước điền vào tam bảo, cho nên phước báo nhỏ hẹp, hoặc được hoặc mất. Do xưa kia từng tập bố thí, nên tuy ở nơi nghèo mà thích thực hành bố thí. Lại có nghiệp nghèo mà tham lam bỏng sẻn. Là vì chúng sinh ấy xa lìa thiện tri thức, không khuyên bảo người và chính mình cũng chẳng thực hành bố thí. Do nhân duyên đó, sinh nơi bần cùng lại còn tham lam bỏng sẻn. Lại có nghiệp giàu mà tham lam bỏng sẻn. Là vì chúng sinh ấy chưa từng bố thí, nhờ duyên lành gặp thiện tri thức khuyên bảo tạm thực hành một lần cúng dường tam bảo. Do phước điền thù thắng nên tài sản đầy đủ, trước chẳng từng tập bố thí nên tuy giàu mà sang tham. Lại có nghiệp giàu mà hay bố thí. Là vì chúng sinh ấy gặp thiện tri thức, tu hạnh bố thí, lại gieo được phước điền vào tam bảo. Do nhân duyên đó, giàu to nhiều của cải và thích thực hành bố thí. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được thân vui mà tâm chẳng vui, như phàm phu mà có phước. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được tâm vui mà thân chẳng vui, như la hớn vô phước. Lại có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui, như la hướng đầy đủ phước báo. Lại có nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui, như phàm phu vô phước. Lại có nghiệp khiến chúng sinh mạng sống hết mà nghiệp chẳng hết. Là vì chúng sinh ấy từ địa ngục chết rồi trở lại sinh vào địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, cho đến trời, người, Atula vân vân cũng lại như thế. Đó gọi là mạng sống hết mà nghiệp chẳng hết. Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp hết mà mạng sống không hết. Là vì chúng sinh ấy vui hết thì thọ khổ, khổ hết thì thọ vui, vân vân. Đó gọi là nghiệp hết mà mạng sống không hết. Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và mạng sống đều chẳng hết. Là vì chúng sinh ấy từ địa ngục chết rồi sinh vào loại súc sinh và ngạ quỷ, cho đến trời, người, Atula vân vân. Đó gọi là nghiệp và mạng đều chẳng hết. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh nghiệp và mạng sống đều hết. Là vì chúng sinh ấy hết các phiền não, nghĩa là các bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn vân vân. Đó gọi là nghiệp và mạng sống đều hết. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh tuy sinh vào đường ác mà hình dung đẹp lạ, mày mắt đoan trang, da dẻ tươi sáng, được mọi người thích nhìn. Là vì chúng sinh ấy bị phiền não khởi dục, do nhân duyên không làm chủ được mà phạm giới. Tuy sinh vào đường ác mà thân thể tươi sáng, sắc lông đẹp mịn, da dẻ tươi nhuận, được mọi người thích nhìn. Lại có nghiệp khiến chúng sinh sinh nơi đường ác mà hình dung xấu xí, da thân xù xì, người chẳng thích nhìn. Là vì chúng sinh ấy từ phiền não khởi